OSG và cái về cái hệ thống tổ chức không gian địa lý OG, OGC, Open Geospatial Consortium. Và trong đó thì chúng ta sẽ làm việc với OpenShift, đó là một cái một trong những cái hệ thống đặc tả về các cái giải pháp mà chúng ta đưa các cái dữ liệu không gian lên trên web, đó là WebShift với cái sự hỗ trợ của Open OpenShift, đúng ạ? Và trong cái vấn đề mà chúng ta sử dụng OpenShift này thì nó sẽ có các cái phần mềm. Nào, các bạn đã download cái bài mà cô đã gửi ở trên cái Google Classroom chưa ạ? Vừa bổ sung xong chưa ạ? Thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng cái OpenShift chính là sử dụng các cái thư viện của OpenLayer. Ở trên đó nó sẽ có các cái thư viện của OpenLayer cũng như là các cái phần mềm để chúng ta thực thi những cái bước xây dựng WebKit cũng như là hoàn thành một cái WebKit với các cái chức năng của người dùng yêu cầu. Thì chúng ta cũng sẽ thấy được là trước tiên để xây dựng WebKit với cái OpenGrid, OpenLayer, GeoServer và PostgreSQL thì chúng ta cũng sẽ phải có những công tác chuẩn bị, đó là chúng ta sẽ tiến hành việc cài đặt các cái phần mềm này. Và hệ thống các cái phần mềm mà sử dụng OpenLayer cũng như là GeoServer PostgreSQL cho việc xây dựng WebKit thì đây là những cái phần mềm mã nguồn mở. Và các bạn đã biết được cái phần mềm mã nguồn mở này đó là nó không cần có bản quyền, đúng không ạ? Chúng ta có thể download free ở trên mạng. Cũng như là việc cài đặt này thì rất là dễ dàng. Và các cái phần mềm mã nguồn mở này thì người ta xây dựng những cái công cụ cơ bản nhờ cái cộng đồng mở. Cái cộng đồng này thì có cũng phát triển rất là mạnh và cũng luôn luôn cho ra những cái phiên bản mới hiện nay. Cụ thể như là GeoServer thì cô đang sử dụng cái phiên bản đó là 2.20. Có thể có những bản hơn mới hơn rồi thì bạn có thể cập nhật được chưa ạ? Hoặc là PostgreSQL, đây là một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đối với GeoServer thì đây là một cái phần mềm server git, có nghĩa là cái phần mềm mà chúng ta sẽ đưa các cái dịch vụ zip lên trên đó, được chưa ạ? Còn đối với PostgreSQL đây là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, và cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này giúp cho chúng ta tập hợp tất cả những cái dữ liệu liên quan. Trong đó thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng cái PostgreSQL này để tập hợp các cái dữ liệu mà để các bạn xây dựng các cái web thông thường. Ví dụ như bạn học ở các cái môn như công nghệ web này rồi những cái môn học khác thì chúng ta sẽ xây dựng những cái web thông thường, ví dụ như web bán hàng này, web nhân sự này, web quản lý tài liệu này, đấy. Web xây dựng về quản lý nhân sự các thứ. Và như vậy thì chúng ta đã sử dụng những cái phần mềm tương tự như PostgreSQL, ví dụ như MySQL, Microsoft SQL chẳng hạn, rồi OCLSQL, thì PostgreSQL này nó cũng có những cái chức năng như vậy. Tuy nhiên thì nó lại có cái thế mạnh là nó sẽ có cái phần mềm PostgreSQL đi cùng. Đây là một cái phần mềm mở rộng của PostgreSQL mà nó có khả năng hỗ trợ cho việc lưu trữ dữ liệu không gian database. Do vậy mà chúng ta sẽ cài đặt PostgreSQL và cập nhật thêm cái ứng dụng PostgreSQL cho việc quản lý cơ sở dữ liệu Geo Database. Mà chúng ta đã biết được Geo Database thì chúng ta đã được nói đến ở trong môn phần phần lý thuyết của môn học này, cũng như là các bạn cũng đang học cái môn tin học ứng dụng trong tài nguyên môi trường thì cũng sẽ được xây dựng Geo Database với phần mềm diện ArcGIS, đúng không ạ? Thì chúng ta đã biết được là Geo Database là gì rồi, đúng không ạ? Trong đó là một cái gói mà nó tập hợp tất cả những cái dữ liệu liên quan đến một cái mục đích sử dụng nào đó. Và khi mà chúng ta xây dựng một cái database có nghĩa là tập hợp tất cả những cái dữ liệu thì các cái dữ liệu đấy phải tuân thủ theo những cái yêu cầu, ví dụ như là yêu cầu về cơ sở dữ liệu này, yêu cầu về dữ liệu không gian thể hiện ở khu vực nào này, rồi yêu cầu về về các cái siêu dữ liệu, đó là các cái thông tin mô tả thì chúng ta sẽ phải thiết kế nó xây dựng từ cái mô tả về không gian, đó là đối tượng không gian thì chúng ta sẽ thiết kế nó ở kiểu điểm, kiểu đường hay kiểu vùng này. Rồi về mặt thuộc tính thì chúng ta cũng đã chuẩn hóa nó các cái thông tin thuộc tính cũng như là cái kiểu dữ liệu của các cái trường dữ liệu đó để chúng ta dạng chuẩn hóa nó. Thì phần này ở trong môn tin học ứng dụng trong tài nguyên môi trường các bạn sẽ được trải nghiệm. Do vậy mà cô cũng không sẽ không nói đến cái phần đó nữa. Chúng ta chỉ đi sâu vào phần
tạo cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu để chúng ta diện đẩy lên trên web thôi. Được chưa? À, tiếp theo là để chúng ta phải biên tập cái dữ liệu theo đúng cái ký hiệu mà chúng ta thể hiện ở trên trên web thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến một cái phần mềm hệ thống thực lý. Ở đây thì chúng ta sẽ làm việc với hai phần mềm, đó là ArcGIS và QGIS. Tuy nhiên thì cô cũng sẽ sử dụng phần mềm QGIS là phần mềm mã nguồn mở cho cái việc biên tập rồi làm đẹp cũng như là gì ạ, nâng cao chất lượng đồ họa trước khi mà đưa dữ liệu web, dữ liệu không gian ZIP này lên trên web, đúng không ạ? Thì các bạn cũng sẽ có thể diện, chúng ta sẽ quay trở lại sử dụng một số cái công cụ mà hôm trước chúng ta đã diện đã làm và tạo cái kiểu dữ liệu hiển thị ở trên web cho bản đồ. Chúng ta sẽ phải lưu nó lại. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng đến QGIS. Tiếp theo là những cái phần mềm soạn thảo code. Thì ngoài cái việc mà chúng ta import vào trong cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL và Public Lingual Server. Tuy nhiên việc cấp Public Lingual Server thì nó các cái dữ liệu này nó đang là gì ạ? Là những cái dữ liệu rời rạc. Và chúng ta muốn đưa nó lên trên web theo những cái yêu cầu của một cái bản đồ như ở trên phần mềm hệ thống thực lý máy tính cá nhân của chúng ta ở trên web có thể thao tác được như vậy, thì chúng ta sẽ phải lập trình những cái chức năng bằng các cái ngôn ngữ lập trình. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng PHP, HTML, CSS, JavaScript, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ lập trình ra các cái chức năng này, như là chúng ta sẽ hiển thị bản đồ. Có nghĩa là chúng ta sử dụng web server chỉ là public từng các file rời rạc thôi, từng các cái layer rời rạc. Bây giờ chúng ta sẽ phải cho các cái layer đó hiển thị trên cùng một cái giao diện, đó là tập hợp nó thành một cái trang bản đồ. Thì chúng ta phải code cái lệnh đó là hiển thị cái bản đồ trên web. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ phải có những cái chức năng nào. Ví dụ như cô sẽ mở cái QGIS lên và chúng ta sẽ làm việc với cái file mà chúng ta đã lưu trữ, thì chúng ta cũng sẽ biết được là nó phải có những cái chức năng nào. Với phần mềm hệ thống thực lý thì các bạn cũng đã trải nghiệm thông qua phần mềm ArcGIS và QGIS, chúng ta có khả năng đó là diện bật tắt lớp, đúng không ạ? Rồi hỏi thông tin về thuộc tính cũng như thông tin không gian của đối tượng, rồi chúng ta có thể diện lựa chọn những cái đối tượng mà chúng ta quan tâm, đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể trình bày nó ở bảng chú giải, bật tắt lớp đối tượng. Và những cái chức năng đó thì chúng ta đang làm việc trên phần mềm diện hệ thống thông tin lý mà cô đã chia sẻ các bạn. Tuy nhiên với người dùng không phải là những người chuyên gia về bản đồ cũng như không phải là những người chuyên về công nghệ thông tin hoặc là hệ thống thông tin địa lý, nhưng người ta vẫn có cái nhu cầu đó là có những cái yêu cầu thực hiện những cái chức năng như là bật tắt lớp này, rồi xem thông tin đối tượng này, đấy. Rồi phóng to thu nhỏ màn hình hay là tìm kiếm cái gì đó ở trên trang web của chúng ta, mà người ta không có những cái kinh nghiệm sử dụng phần mềm thì chúng ta phải lập trình trên web để người ta có được những cái công cụ như vậy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái công cụ lệnh, các cái code lệnh. Ví dụ như cô sẽ mở cái project hôm trước cô đã lưu trong quá trình biên tập bằng QGIS, và cô mở cái project Cẩm Hoàng Đại học 9C2. Và như vậy thì cô cũng có được cái sự trình bày bản đồ với ba lớp Cẩm Hoàng, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy được là chúng ta có các cái chức năng ở trên phần mềm hệ thống thực lý QGIS này, đó là bật tắt lớp. Ví dụ như cô có thể bật tắt các cái lớp mà cô không quan tâm, đấy, chỉ bật những cái lớp nào quan tâm thôi. Thì ở trên web chúng ta cũng phải xây dựng các cái chức năng như vậy, đúng không ạ? Rồi chúng ta có thể có những cái chức năng hỏi đáp về thông tin. Ví dụ như cô bấm vào cái đối tượng đường này chẳng hạn. Đấy, cô bấm vào cái đối tượng đường này. Vậy thì đối tượng này sẽ là đối tượng được chọn. Vậy thì đối tượng được chọn này nó sẽ có thông tin gì? Đấy. Đối tượng đấy sẽ được chọn và nó sẽ làm diện, nó sẽ được diện pop up, đó là diện làm nổi bật của đối tượng, và cũng như là diện thông tin được diện trích dẫn là cái bảng thông tin này. Identify result có nghĩa kết quả. Thì ở trên web cũng phải có những cái đạt được cái chức năng đó, và chúng ta sẽ phải phải lập trình. Thì đấy chính là cái nằm trong cái nội dung mà chúng ta sẽ phải sử dụng đến những cái phần mềm soạn thảo code. Và các cái phần mềm soạn thảo code này chúng ta sử dụng các cái ngôn ngữ, ví dụ như là PHP, HTML, CSS, JavaScript và một số các cái code lệnh khác để chúng ta hoàn thành một cái trang web ZIP
hoàn chỉnh về mặt bố cục. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thư viện OpenAI. Đây là một cái thư viện API JavaScript zip mà chúng ta có thể tải về. Chúng ta có thể dạng lấy các cái thư viện có sẵn để chúng ta hỗ trợ cho việc dạng hiển thị cái dữ liệu của chúng ta lên trên web. Java JDK thì đây là một trong những cái môi trường mà nó làm nền tảng cho việc chúng ta chạy Gale Server ở trên đó. Các bạn lúc mà chúng ta cài Gale Server nhất thiết là chúng ta phải cài Java JDK này, đúng không ạ? Và các bạn phải cài Java JDK từ bản từ Java 16 trở lên thì mới có thể đạt được. Thì các bạn có thể bấm vào đây ạ. Khi mà các bạn bấm vào đây thì nó cũng sẽ có cái hướng dẫn. Còn nếu các bạn cài Gale Server hiện nay bản ví dụ như bản của cô bản 2.20, khi các bạn cài mà máy của bạn chưa cài Java nó cũng sẽ yêu cầu các bạn update cái Java trước, sau đó các bạn cài Java và sau đó mới thực hiện cài Gale Server. Thì các bạn chú ý ạ, những bạn nào chưa cài được thì chú ý. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải cài Tomcat, đó là một cái Java shiplet cho Gale Server chạy. Có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ chúng ta đó là việc sẽ đưa cái dữ liệu lên trên các cái cổng và thực hiện cái việc các cái dịch vụ của web trên các cái cổng đó. Thì đa phần là chúng ta sử dụng cái cổng tĩnh. Và thông cắt thì ở đây cô đã yêu cầu các bạn là có thể sử dụng tương ứng, đó là chúng ta có thể sử dụng SAM. Thì các bạn đã có SAM rồi đúng không ạ? Thì cơ bản chúng ta đã có. Vậy những bạn nào chưa cài Gale Server khẩn trương cài Gale Server cho cô đi ạ. Họ nghe xong ạ. Alo. Em đang tải Vâng, bạn vào đi ạ. tại bản xanh lá cô, Bạn làm sao? xanh lá hay là xanh kiểu có ba cái bản Ba bản là những bản như nào bạn Trung và bạn Linh? Chú ý ạ, với cái Gale Server, cô bấm vào cái phần này thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái Gale Server. Nó sẽ dẫn đến cái luồng của chúng ta, đó là cái trang Gale Server org. Và trong này thì chúng ta sẽ có các cái bản. Các bạn sẽ nhìn thấy được nó có bản 2.20, 2.19, 2.20.2. Được chưa? Thì các bạn ý là phép maintenance đấy gì? Develop đấy. Bạn nào cài cái bản table đi. Nào còn đào cái bảng này về. Ta là cô đã đào cái bảng này rồi. Bảng này rồi. Các bạn đao về và các bạn cài đặt. Tuy nhiên là đối với bản Gale Server mới này thì nó có thể chạy, một là chạy trên trên file bạt chị ạ, hai là nó có hỗ trợ online đấy ạ chị ạ. Do vậy mà ví dụ như là cô cài nhưng mà cái file bạt của cô không chạy qua file bạt mà cô có thể chạy qua cái file online, đó là file portal đấy ạ. Thì các bạn cài Gale Server đi ạ. Các bạn có thể không chạy file bạt mà các bạn sẽ vào Gale Server web portal thì chúng ta cũng có thể dạ khởi động được cái Gale Server này. Được chưa? Vậy các bạn
hoàn thành cài cái Gale server này đi ạ. Nào cô cho trong tiết 1 này các bạn hoàn thành Gale server, nếu các bạn không hoàn thành Gale server thì cô không có cái cơ sở để hướng dẫn các bạn thực hành nữa đâu ạ. Thì để làm cái bài này các bạn phải cài Gale server đúng không ạ? Và vừa xong thì cũng đã có một số các cái hướng dẫn để chúng ta cài Gale server. Gale server chúng ta thì muốn cài chúng ta phải cài Java rồi. Và lưu ý đến cái phần đổi cổng. Các bạn chú ý ạ. Gale server thì nó sẽ mặc định là 8080. Tuy nhiên thì trong kỳ học này chúng ta sẽ làm việc với rất nhiều các cái phần mềm mà liên quan đến cổng đúng không ạ? Do vậy mà các bạn chú ý là bạn sẽ đổi cổng đi ạ. Nó cũng sẽ có mặc định là 8080. Nếu như bạn có thể thay nó bằng một cái tên cổng khác thì nó sẽ tốt hơn, đỡ bị xung đột giữa các phần mềm. Thì không biết là các bạn là cài Gale server các bạn đã điều chỉnh cổng chưa? Alo. Lớp mình có nghe thấy cô nói không? Có. Rồi điều chỉnh cổng là ở cái chỗ phần mềm cái lúc setup ấy rồi cô. Ừ đúng rồi, lúc cài Gale server ấy, nó hiển thị là 8080 đấy, bạn có thể đổi cổng ở đấy mà. Dạ vâng, em căn bản là em cái này nó là bệnh gì nữa. Thế là cứ cứ bấm lách 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 thôi đúng không? Không ạ, không phải là lách mà căn bản là em cũng chạy nhiều cái ngôn ngữ ấy, nên là em bị trùng, phải bị dính bọt. Nhưng mà nó báo chưa? Nó báo cái bọt chưa? Nó báo bọt rồi ạ, em sửa anh chính chính. Được rồi, ok. Được cái là cái Gale server này các bạn cài sau với các phần mềm khác thì nó đều có báo là nếu trùng cổng là nó sẽ báo cho các bạn và các bạn sẽ đổi, đúng chưa ạ? Vậy hầu hết các bạn đã được báo và đổi rồi đúng không ạ? Vâng. Còn nếu không không có cái cổng nào mà chỉ có mỗi cái cài Gale server thì cổng của nó sẽ mặc định là 8080. Được chưa ạ? Và các bạn đặt tên cổng nó nằm trong cái khoảng từ 1024 đến 653 mấy đấy. Thì thoải mái. Cái tên của nó thoải mái, các bạn chỉ đổi một chút, ví dụ như cô thì cô để là 8088, các bạn có thể để 8099 thoải mái, nghĩa là nó vẫn nằm trong cái giới hạn đặt tên cổng của chúng ta, được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ kích hoạt cái Gale server. Thì như cô đã nói là các bạn cài cái bản từ bản 2.20 trở lên ấy, thì giờ đây nó có hỗ trợ không phải chỉ là chạy file bạc đâu ạ, mà nó có thể gì ạ, các bạn sẽ phải chạy, có thể chạy ở file gì ạ, file portal, đó là file online, được chưa ạ? Vậy thì ví dụ như cô khởi động Gale server online ạ, các bạn bấm vào đó. Hình như là cô đã mở nó một lần rồi. Các bạn nào có thể mở cái Gale server online lên, portal đấy ạ. Còn các bạn nào mà không không chạy online, có nghĩa là không kết nối mạng thì bạn sẽ phải để bạn phải chạy file bạc, được chưa ạ? Các bạn nghe rõ không? Mật khẩu. Mật khẩu thì bạn cài ở máy của bạn, bạn hỏi cô. Em vừa nãy thấy nó ghi mặc định là Gale server, em mặc định đúng không? Vâng. Đúng rồi. Mặc định nó là Gale server, nhưng mà xem lại xem là để có để ấy không, Vietkey không? Nếu mà bỏ cái tiếng Nga, bỏ để hủy rồi, tiếng Việt đi rồi. Đấy. Trời đất. Hỏi cô, mình cài mình hỏi cô là password của em là gì? Không phải Tây, em có để cái mật khẩu rồi, vừa nãy chắc em bật Vietkey. Rồi các bạn chú ý ạ, chúng ta cũng lên cài làm sao cho nó mặc định. Ví dụ như là cái username chúng ta để là admin. Và cái path chúng ta cũng để là Gale server, cô cũng để như vậy. Vì là có thể bây giờ chúng ta làm thì chúng ta nhớ, thì chúng ta làm đi làm lại, chúng ta vừa cài xong rồi chúng ta làm nhiều lần, ngay nhiều lần trong một cái thời gian ngắn thì chúng ta nhớ được cái path. Nhưng mà sau một thời gian, ví dụ như là chúng ta đang học thì như này, nhưng sau một thời gian chúng ta thi chúng ta bắt đầu mở Gale server này, cuống hết cả lên là không biết được là path của nó gì. Thực ra thì nó có thể xem path và đổi path được, tuy nhiên thì cũng rất là mất thời gian, chúng ta phải dò tìm. Do vậy mà các bạn phải nhớ là nó để mặc định là user là admin và cái password của nó đó là gì ạ? Gale server. Và nhớ là chú ý trong quá trình chúng ta đánh, ví dụ buổi đầu tiên thì bạn nó sẽ hiển là bạn có lưu hay không, thì chúng ta lưu thì nó sẽ mặc định luôn, được chưa? Thế còn cái buổi đầu tiên mà chúng ta khởi động nó mà nó Gale server thì bạn hủy cái wiki đi, hủy gọi tiếng Việt đi thì nó sẽ ra, được chưa? Vâng, chúng của cô đến đây mặc định username và password rồi, cô login để vào cái chương trình đó. Thì chúng ta sẽ nhận được cái giao diện như thế này ạ.
Bạn có nhận được cái giao diện giống của cô không ạ? Có. Vâng. À, chúng ta sẽ làm việc với cái giao diện này. Thì Gale Server nó có cái vai trò đó là chúng ta sẽ public các cái dữ liệu rời rạc, các cái file, xếp file, kể cả là tập hợp trong cơ sở dữ liệu, nhưng mà chúng ta sẽ phải dẹp, phải sụp đến cái nguồn dữ liệu để thực hiện các cái dịch vụ của web, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thiết đặt ở trên cái Gale Server này. Vậy thì thiết đặt như thế nào? Trước tiên chúng ta sẽ quay trở về cái lý thuyết. À, chúng ta đã biết được là cô đã dạy cái phần lý thuyết xây dựng Gale Server. Nó có ba cái dịch vụ là dạng web map server, web feature server và web dạng coverage server. Với cái sự hoạt động của đây ạ, đây là cái sơ đồ hoạt động của WebGIS chúng ta đã nhìn thấy. Đấy, đây là sơ đồ hoạt động của WebGIS. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cơ sở dữ liệu, đúng không ạ? Hiện nay thì cơ sở dữ liệu của chúng ta nó chưa được tạo, chưa được thiết lập thành một cái Gale database, mà nó đang nằm rời ở các cái dạng xếp file. Thì chúng ta cũng phải dạng, phải kết nối nó đến cái cơ sở dữ liệu này. Có nghĩa là chúng ta phải nhờ đến Gale Server để kết nối đến cơ sở dữ liệu này, rồi đưa lên đó những cái yêu cầu mà người dùng có thể yêu cầu chúng ta. Như là chúng ta sẽ phải thiết đặt về hệ quy chiếu này, rồi không gian của cái khu vực địa lý đó này chúng ta thiết đặt trước, sau đó thì sẽ sâu lên đấy, sẽ sâu lên thành map cho chúng ta, đúng không? Thì nó sẽ đang chúng ta sẽ có thứ nhất là ở cái bước này chúng ta nếu mà làm việc với PostgreSQL PostGIS thì chúng ta sẽ làm việc ở cái tầng dữ liệu. Và ở cái bước số 2 này chúng ta cũng đang ở cái tầng dữ liệu này, nhưng mà chúng ta không tập hợp nó thành một gói, mà chúng ta sẽ làm với các cái file rời rạc để thiết đặt các cái dịch vụ web map server, web feature server trong cái bước số 2 hay là cái tầng tầng số 2 là tầng lệ này chúng ta có đây. Tầng thứ nhất là tầng dữ liệu. Thì tầng dữ liệu này chúng ta có thể sử dụng các cái file được tập hợp bằng cái PostgreSQL PostGIS để quản lý theo một cái cơ sở dữ liệu database. Nhưng nếu như chúng ta hiện nay là chúng ta đang bị lỗi cái hệ quản trị này, thì chúng ta sẽ tập hợp cái dữ liệu rời rạc ở dạng dạng xếp file. Thì các bạn đã có xếp file chưa? Alo, cô hỏi các bạn đã có xếp file chưa? Bạn nghe thấy cô nói không? Mấy cô hỏi các bạn Không đã nghe có đâu. xếp file chưa? Chưa. Sao lại chưa? Nào, có thể là cô chưa phát biểu bài toán. Bài toán của chúng ta là sẽ phải đưa cơ sở dữ liệu Cẩm Hoàng lên trên WebGIS. Vậy cô đã có xếp file chưa? Có rồi. Rồi ạ. À vâng, chúng ta phải có rồi. À, chúng ta muốn xây dựng web có nghĩa là dữ liệu của chúng ta có rồi, nó đang ở tầng dữ liệu này, nhưng tầng dữ liệu này có hai kiểu. Một là chúng ta tập hợp nó ở dạng cơ sở dữ liệu thì chúng ta đang không làm cái bước này. Đó là ở bài 1 vì chúng ta đang lỗi PostgreSQL PostGIS. Thế còn nếu như nó ở dạng dữ liệu tập dữ liệu rời rạc xếp file XML có chưa? Có rồi đúng không ạ? Vâng, cô đã gửi đến các bạn cái xếp file đấy từ lâu rồi và chúng ta đã thực hiện với các cái xếp file đó, đó là các bạn biên tập bản đồ rồi đúng không? Đúng không ạ? Alo. À. Có đúng không? Đúng rồi. Làm Vâng. cả ít, làm cả ít. Vâng, đúng rồi, làm cả thích cả làm cả zip. Vậy chúng ta đã xong cái tầng server, đó là tầng dữ liệu. Được chưa? Tầng data server đó là tầng dữ liệu chúng ta đã có. Bây giờ chúng ta sẽ phải thiết lập một số các cái giao dịch hay là các cái giao dịch server, application server. Đó là chúng ta sẽ phải gì ạ? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải xác định một số các cái cấu hình định sẵn của dữ liệu. Ví dụ như là dữ liệu đó là gì? Được chưa? Là đối tượng điểm, đối tượng đường hay đối tượng vùng hay là dữ liệu ảnh. Rồi cái dữ liệu đó thì chúng ta đặc tả nó bằng cái ký hiệu ở trên web như thế nào? Chúng ta phải phải chuyển đổi nó ra thành một số các cái kiểu dữ liệu, kiểu hiển thị dữ liệu ở trên web. Rồi chúng ta sẽ phải thiết đặt một số các cái trong cái bước application server này chúng ta còn phải biết đó là thực hiện một số các cái chức năng truy vấn phân tích không gian trả kết quả về client.
Thì cái nội dung thứ nhất chúng ta sẽ làm đó là web server. Cái web server này chúng ta sẽ lấy các cái dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, rồi trình bày dữ liệu theo cái cấu hình định sẵn mà chúng ta muốn đẩy lên trên web. Mà làm sao trình bày như một cái bản đồ ở trên phần mềm GIS cá nhân máy tính của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ thiết lập điều này bằng cách là các bạn đã khởi động GL Server rồi đúng không ạ? Nào, trước tiên chúng ta sẽ làm việc với cái giao diện Workbay. Được chưa ạ? Các bạn sẽ làm việc với cái giao diện Workbay cho cô. Ở trong cái bài 2 này chúng ta cũng đã có cái hướng dẫn. Chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta tạo một cái Workbay. Cái Workbay được hiểu đó là một cái trang làm việc. Đấy, cái vùng làm việc, cái trang làm việc của chúng ta. Mà ở trên đó thì chúng ta sẽ phải xác định là trong cái trang làm việc này của chúng ta thì nó có những cái nội dung gì. Đấy. Thông thường thì cái trang làm việc nó sẽ đi theo cái cơ sở dữ liệu. Nhưng tuy nhiên cái trang làm việc này của chúng ta, cơ sở dữ liệu chúng ta chưa tạo được ở bài 1. Do vậy cũng không sao, chúng ta vẫn làm được. Được chưa? Vậy cô sẽ thiết đặt cái Workbay. Là các bạn sẽ vào Workbay, các bạn nhìn thấy cái giao diện Workbay chưa ạ? Hello. Rồi ạ. Nhìn, các bạn bấm vào lưu add new Workbay. Add new Workbay ở đây các bạn sẽ phải đặt tên cho nó. Nó cũng giống như là cái project của chúng ta làm ở trên Quizit hoặc là trên ArcGIS ạ. Vậy thì các bạn sẽ phải đặt tên cho nó. Để cái tên này nó sẽ giúp cho chúng ta thiết đặt khi chúng ta xây dựng các cái lệnh code, các cái chức năng về các cái dữ liệu hiển thị ở trên web. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đặt tên. Sáng thì cô đã đặt tên cho nó với các cái name đó là Cẩm Hoàng Điểm, Cẩm Hoàng Đường, Cẩm Hoàng Vùng. Vậy các bạn có thể đặt tên tương ứng. Ví dụ như cô làm với lớp các bạn thì cô có thể cho một cái mã nào đó. Ví dụ như cô sẽ tạo cái name của nó, cái name về Workbay đó là Cẩm Hoàng. Cẩm Hoàng, tuy nhiên cô đánh là Cẩm Hoàng 2 đi ạ. Nếu như là nó có cái URI thì chúng ta có thể đặt, tuy nhiên là cô cũng có thể là không đặt cái URI đây. Chị ạ. Có thể cái URI các bạn đặt luôn là Cẩm Hoàng 2. Đồng nhất với cái tên Workbay. Bạn bấm save lại. Thì chúng ta đã có được cái Cẩm Hoàng 2 chưa ạ? Workbay Cẩm Hoàng 2 chưa ạ? Được rồi. Alo. Vâng. Chúng ta đã tạo xong cái Workbay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần store. Cái Workbay này chúng ta đã xác định nó là một cái trang làm việc, nó liên quan đến các cái dữ liệu của cái trang làm việc đó. Do vậy chúng ta đã có tên xác định, được chưa ạ? Tiếp theo các bạn vào store. Cái store này, cái giao diện store này hay là cái chức năng store trên GL Server này, đó là giúp chúng ta xác định cái nguồn dữ liệu, được chưa ạ? Vậy nguồn dữ liệu của chúng ta là những cái dữ liệu nào thì chúng ta sẽ phải tiến hành add new store. Đấy. Add new store, khi bạn bấm add new store nó sẽ ra một cái giao diện là new data source. Đấy, new data source. Và cái new data source ở đây có nghĩa là chúng ta phải xác định được cái dữ liệu nguồn. Dữ liệu nguồn của chúng ta để chúng ta đẩy lên trên web đó là cái tầng dữ liệu của chúng ta. Vậy cái tầng dữ liệu của chúng ta nó có thể là dạng gì ạ? Dạng vector, dạng raster hoặc là một cái dạng khác. Được chưa? Vậy cô hỏi với cái yêu cầu là cô muốn xây dựng web zip của dữ liệu Cẩm Hoàng lên trên web, vậy dữ liệu đó là dạng gì? Vector, raster hay là dữ liệu khác? Alo. Raster. Môn học này lý thuyết học rồi nhá. Raster hay vector thì các bạn đã nhận diện được ra rồi. Nhận diện bằng cách chúng ta đã học lý thuyết như thế nào được gọi là dữ liệu vector và như thế nào được gọi là dữ liệu raster rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhận vector của đấy. Phải nói phải đúng chứ. Vector hay raster thì mình phải bám sát vào cái khái niệm rồi cái nhận biết về dữ liệu vector. Mà nhất là chúng ta làm nhiều rồi mà vẫn còn nhầm lẫn giữa vector và raster. Kỳ này là chúng ta học là môn thứ nhất là môn kỹ thuật xử lý với thám thiên về raster. Vậy chúng ta đã nhận diện ra rồi đấy, nhận diện ra là raster như thế nào là raster rồi đấy.
Rồi cái môn tin học ứng dụng hay là môn này thì chủ yếu là làm việc với vector. Vậy thì như thế nào là vector các bạn đã nhận diện ra rồi, chứ không phải là học kỳ này chỉ biết là vector mà không biết đến raster, hoặc là chỉ biết đến raster mà không biết đến vector ạ. Các bạn đã nhận diện được ra rồi và đồng thời đang làm việc với những dữ liệu đó đấy. Vậy câu hỏi nào, cái bài toán của cô là cô yêu cầu là xây dựng WebSheet của Cẩm Hoàng, dữ liệu Cẩm Hoàng, và dữ liệu này cô đã cho các bạn rồi đó. Cái dữ liệu này là vector hay raster hay là dữ liệu khác? Vector, raster hay là dữ liệu khác? Vector. À vâng. Nào để biết chắc chắn các bạn mở Quizit ra, đằng nào chúng ta cũng sẽ làm việc với Quizit. À. Bây giờ chúng ta có thể bật tắt lớp này. Rồi cô hủy cái công cụ này đi. Chúng ta sẽ vào bảng thuộc tính của một cái gì đó. Ví dụ như cô bật là bật lớp UB lên, tắt hai cái lớp này đi. Đấy, đây là lớp điểm. À, chúng ta sẽ mở bảng thuộc tính Open Attribute, và nó có cái nút để bây giờ đây có cái nút đây, các bạn bấm vào cái nút này, đó là giống như là editor ở trên trên Axis ấy. Đấy. Sau đó các bạn nhìn thấy ở đây nó có một số các cái công cụ. Đây, các bạn bấm vào cái công cụ này. Đấy. Nó sẽ cho phép là vẽ. Chờ tôi một chút. Rồi, chúng ta bấm vào cái toggle editing thì nó sẽ cho chúng ta vẽ. Công cụ vẽ vẽ từ cho mình chờ cô một chút. Nó khác với Axis thì cũng khó xử lý. Các bạn sẽ nhìn thấy được nó có các cái nút điểm này, chúng ta bấm vào đây này thì nó sẽ dấu hiệu là những cái file đối tượng vector, chúng ta sẽ nhìn thấy được là các cái điểm, đúng không ạ? Điểm đường vùng chính là các cái giá trị tọa độ, các cái cặp tọa độ. Đây là lớp điểm. Thế còn lớp vùng chúng ta có thể lớp đường chúng ta cũng sẽ bật lên và chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái nút. Đây, các bạn nhìn thấy các nút chưa? Nó có các cái nút điểm này. Và các cái nút điểm này nó sẽ thể hiện đó là diện hai điểm kết nối với nhau tạo thành đường. Thì đấy chính là cái liên quan đến cái định nghĩa đối với dữ liệu vector. Đó là một cái dữ liệu được tạo bởi các cái cặp tọa độ, và cứ từ hai hay nhiều cặp tọa độ nối tiếp nhau thì tạo thành đường. Rồi các cặp tọa độ nối tiếp nhau khép kín thì tạo thành vùng. Đó, chúng ta sẽ có cái đối tượng vùng này. Được chưa? Vậy thì nhận diện đây là dữ liệu dạng vector. Được chưa? Vậy thì đây là dữ liệu vector, do vậy chúng ta quay trở lại GAN server, chúng ta sẽ làm việc với vector data source. Có nghĩa là nó cho phép một là chúng ta sẽ cập nhật những cái dữ liệu có thể dạng dạng GeoPack, đó là GeoPack, đây đó là cái Geo database ở trên Axis, xin lỗi trên Quizit, PostgreSQL,
đó là cái cơ sở dữ liệu mà chúng ta làm bài 1 đấy, thì chúng ta sẽ chọn public này, rồi property, những cái khác. Tuy nhiên là ở đây chúng ta không làm, không làm ở dạng cơ sở dữ liệu, có nghĩa là chúng ta không tạo từ cái bài 1. Do vậy mà cái Postgres này chúng ta không thể thực hiện được, mà chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải sử dụng đến dạng shape file. Chính là cái nội dung mà cô đã nói ở đây ạ. À, cái data server tầng dữ liệu của chúng ta thì nó có thể tồn tại là tập dữ liệu rời rạc shape file. Do vậy chúng ta có thể gì ạ? À, chúng ta có thể trong cái GAL server này chúng ta xác định cái dữ liệu nguồn của chúng ta. Đây. Cô vừa bấm cái gì rồi? Dữ liệu nguồn của chúng ta có thể xác định là diện dữ liệu nguồn nó là các cái shape file rời rạc, được chưa? Đấy, các bạn sẽ bấm vào shape file rời rạc trong cái phần new data source trong phần store, được chưa? À, chúng ta sẽ bấm vào đó thì nó sẽ xuất hiện ra cái new vector data source, và ở đây các bạn sẽ phải xác định thứ nhất là group bay chúng ta đặt tên nó là gì ạ, các bạn? Alo. Cẩm Hoàng 2. Vâng, đúng rồi, cô chọn là group bay là Cẩm Hoàng 2. Data source name thì cái data sụt name ở đây chúng ta sẽ phải đặt tên cho nó trong quá trình chúng ta tạo nó ở trong cái store này. Vậy thì ví dụ như là cái data sụt name này chúng ta sẽ gắn nó với, một là theo loại đối tượng điểm, loại đối tượng hình học, ví dụ như nó là điểm, là đường, là vùng. Rồi nó cũng có thể tên được gắn theo cái vị trí địa lý, ví dụ như là theo cái địa danh địa lý như là Cẩm Hoàng, Hà Nội, Hà Tây, Thái Bình, Nam Định, Văn Yên hay cái gì đó, được chưa? Thế thì ở đây cô cũng sẽ đặt nó là Cẩm Hoàng. Đấy, cô viết tắt chữ Cẩm Hoàng, xích gạch. À, có nghĩa là cái tên của nó sẽ được kết hợp cả phần địa danh và hình học. Có nghĩa là cô xác định là Cẩm Hoàng, ví dụ Cẩm Hoàng điểm 2. Đấy. Cô xác định data sụp name của nó là Cẩm Hoàng điểm 2. Được chưa? Cái description này đó là cái phần mô tả, thì chúng ta có thể để mô tả hay là không. Tuy nhiên là nếu như tên này mà chúng ta có chủ đích đã đặt tên như thế này rồi thì chúng ta không cần phải mô tả nữa, vì nó cũng khá rõ ràng về cái nội dung bên trong chứa đựng cái gì. Thứ nhất là theo vị trí địa lý đó là khu vực Cẩm Hoàng, được chưa? Thứ hai về mặt đối tượng không gian, nó là cái đối tượng dạng điểm UB, được chưa? Do vậy chúng ta không cần phải dùng description nữa. Tiếp theo bạn bấm vào cái phần connect parameter này, chúng ta sẽ phải connect đến cái dữ liệu nào. Có nghĩa là cái dữ liệu nguồn của chúng ta về shape file ấy, các bạn phải trỏ nó đến. Có nghĩa là với cái Workbay Cẩm Hoàng 2 và cái data source trong cái GAL server này, chúng ta đặt tên là Cẩm Hoàng điểm 2, thì cái dữ liệu nguồn của chúng ta ở dạng shape file là cái gì? Chúng ta sẽ phải bấm vào cái phần connection parameter này, và các bạn sẽ bấm vào cái phần đó là dạng browser này để chúng ta xác định cái nguồn. Nguồn của chúng ta thì nó được tổ chức ở đâu thì các bạn đã biết rồi. Các bạn đã để cái shape file Cẩm Hoàng ở đâu trong máy tính của bạn thì bạn trỏ đến. Ví dụ như cô đã tổ chức nó ở trong ổ D thực hành zip, thư mục shape file zip Cẩm Hoàng. Và đây nó có 4 cái file này, của cô thì có 4 file, của các bạn thì chỉ có 3 file thôi. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô đang tạo cho cái data source name ở đây là điểm, thì vậy phải là cái file nào? File nguồn của chúng ta là file nào? Alo. DC, Cẩm Hoàng DC. Biên tập bản đồ bằng cả hai phần mềm rồi mà không biết được cái nào là file điểm ạ. File dữ liệu điểm này. Cẩm Hoàng UB nhầm thôi. Cẩm Hoàng UB. À vâng, đúng rồi, chúng ta sẽ chọn là UB. Nhớ nhá. Đấy. Tương ứng với cái Workbay và cái data source mà chúng ta đặt ở trong cái store này của GAL server thì nó sẽ phải tương ứng với cái dữ liệu nguồn của chúng ta. À, đó là xếp file Cẩm Hoàng UB, được chưa? Chúng ta xếp lại. Vậy cô đã xong một cái, tạo cái layer trong cái Action Store này, đó là Cẩm Hoàng UB. Vậy các bạn có thể cập nhật thêm cho nó. À, các bạn vào Store, bạn cập nhật thêm cho hai lớp còn lại nhá. Bạn nghe không? Vâng. À, cập nhật cho hai cái lớp còn lại. À, cô sẽ không giải thích nữa, và các bạn tự thao tác hoàn thiện hai lớp còn lại. À, trong trường hợp mà các bạn tạo cơ sở dữ liệu thì bạn không cần phải làm nhiều lần như thế này đâu ạ.
vì là nó ba cái file điểm đường vùng file nguồn nó đã bị dẹp, đã được gọi là import vào trong import vào trong cơ sở dữ liệu Postgres rồi. Do vậy chúng ta chỉ cần xác định cái tên cơ sở dữ liệu là nó đã vào luôn cả ba cái file đó. Tuy nhiên là chúng ta chưa làm được ở bài 1 vì đang lỗi phần mềm Postgres, đúng không ạ? Do vậy mà chúng ta sẽ phải làm 3 lần trong cái bước store này. Đó chưa ạ? À, ví dụ như cô làm cái cẩm hoàng cũng là cái workbay là cẩm hoàng 2 nhưng nó sẽ chứa đối tượng đường. Đấy. Đối tượng đường mà cô cho là đường 2. Tiếp theo browser thì chúng ta sẽ trỏ đến cái file nguồn của cái đường 2 này là đối tượng là cái shape file nào. Chúng ta cũng sẽ phải làm tương tự. Đấy. À, đường thì nó là GT rồi, đúng không ạ? Các bạn đã biết rồi, xếp nó lại. Và chúng ta phải làm 3 lần như vậy. Nào các bạn đã biết được đối tượng nào là điểm, đối tượng là đường, đối tượng là vùng nhá, được chưa ạ? Nào xong rồi ạ, xong rồi để ra được cái layer này thì cũng không nhất thiết là nó ở đây là store nó bách ra luôn phần layer. Chúng ta có thể vào ngay layer ạ. À, các bạn sẽ vào layer thì nó sẽ quản lý luôn. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy được cả cái cẩm hoàng. Đây, các bạn sau đó các bạn sẽ vào layer. Thế còn cái store này mỗi lần mà chúng ta xong cái store thì nó ra luôn cái cửa sổ lưu layer. À, tuy nhiên là chúng ta có thể thoát khỏi cửa sổ đó và chúng ta vào layer để chúng ta add layer. Các bạn sẽ bấm vào add new layer. Các bạn sẽ lựa chọn. Thì ở đây chúng ta đã tạo ra cho nó các cái dữ liệu nguồn rồi và đặt tên cho nó cái data source rồi. Đó là cẩm hoàng điểm 2, cẩm hoàng đường 2, cẩm hoàng vùng 2, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ chọn lần lượt cho nó và các bạn bấm vào cái public này. Được chưa? Bấm vào cái public đó. Để chúng ta sẽ xác định. Trong cái phần này chúng ta sẽ xác định thứ nhất là cái file nguồn đó là cẩm hoàng UB. Cho cái store name là cẩm hoàng điểm 2. Được chưa ạ? Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đẩy lên trên web thì chúng ta phải cần phải xác định thứ nhất là cái hệ quy chiếu của nó. Vậy tiền thân hệ quy chiếu của nó sẽ là hệ quy chiếu trong cái bản đồ của chúng ta. Trong cái dữ liệu nguồn. Vậy thì dữ liệu nguồn của chúng ta xác định là hệ quy chiếu nào thì các bạn cũng đã biết rồi. Nó có hệ quy chiếu, ví dụ như là đối Việt Nam thì cô đã yêu cầu các bạn là các bạn sẽ xác định cái hệ quy chiếu nó có thể là một là VN2000, hai là UTM, hai là WZ84. Với cái cẩm hoàng này thì cô cho cái dữ liệu đó là hệ quy chiếu là VN2000 UTM zone 48. Được chưa? Và nếu như VN2000 zone 48 thì các bạn sẽ nhận được cái FSG này này. Đó là cái mã của hệ quy chiếu ấy. Trong quá trình chúng ta public lên trên Gale server cũng như là cái thông số code của nó, khi mà chúng ta thiết lập code thông tin về cái hệ quy chiếu này thì nó mang mã hiệu là 3405. Được chưa? Thế còn nếu như là nó là zone 49 thì bao nhiêu ạ các bạn? VA2000 UTM zone 49 thì cái mã hiệu này là bao nhiêu ạ? Alo. Ở cái vị trí địa lý VN2000 UTM zone 49 chứ không phải 48 thì cái code mã hiệu FSG kia là bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu? Có ai trả lời cô ạ? 3406 ạ. Vâng, đúng rồi, 3406. Trong trường hợp đây là VN2000 zone 48 và zone 49. Nhưng nếu như nó không phải là zone, không phải là VN2000 UTM zone 48 mà nó là WZ84 UTM zone 48. Các bạn nghe cái từ WZ84 zone 48 không ạ? Mã hiệu của cái hệ tọa độ này không ạ?
Bạn nghe thấy chưa? Có phải là 4326 không? 4326 á? Vâng. Nào, vậy thì các bạn quay trở về cái này. Đây, vẫn là bài giảng số 2. À, cô đã đi nhanh rồi ấy. Các bạn có thể thiết lập cái R đây. Đấy, qua cái bước này rồi. Qua cả cái bước này rồi nhá. Nếu chúng ta có cái cơ sở dữ liệu thì chúng ta bấm vào Postgres. Tuy nhiên là chúng ta không đưa vào trong cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ chọn là save file xong rồi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xác định cái nguồn dữ liệu cho nó. Xong cái bước này rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy cái lưu layer. À, nếu như mà cô bỏ qua cái store vì là chúng ta sẽ làm cái store với 3 lớp. Do vậy mà nó sẽ chúng ta sẽ ra 3 lần cái lưu layer này. Tuy nhiên các bạn thoát rồi, và bạn thoát rồi thì bạn vào layer. Thế còn nếu như bạn tạo trong cái cơ sở dữ liệu mà cơ sở dữ liệu nó tên là đây ạ, cơ sở dữ liệu Postgres nó là TD27427 thì các bạn public luôn. À, tuy nhiên là chúng ta đã làm được cái bước public này rồi trong cái cửa sổ layer này rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Đây, chúng ta đang ra được cái cửa sổ này rồi. Đấy, để ra được cái cửa sổ này các bạn có thể thoát cái lưu layer ở trên store và các bạn vào layer thì nó cũng ra được cái này. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta bấm F lưu layer và chọn đến cái những cái suộc name mà chúng ta đã đặt tên nó ở trong phần store thì nó ra được cái giao diện này. Và cô đang nói đến phần coordinate reference system, đó là hệ quy chiếu, thì chúng ta đã biết được là nếu như là hệ quy chiếu viên 2000 UTM-Zone48, giả sử cô cho biết Cẩm Hoàng nó có vị trí địa lý là VN 2000 UTM-Zone48, có nghĩa là nằm ở quy chiếu số 48 của cái quả cầu trái đất hay ellipsis trái đất. Thì các bạn đã có mã hiệu là 3405. Nhưng giả sử như một cái khu vực địa lý khác, sắp tới cô cho một cái dữ liệu khác và cô yêu cầu là cái dữ liệu này có cái thông tin quy chiếu là WZ84 UTM zone 48 hoặc là zone 49 thì các bạn có còn mã hiệu này không? Thì các bạn sẽ quay trở lại cho cô cái bài giảng đây ạ. Các bạn nhìn thấy ạ. Trong phần này bạn sẽ phải định nghĩa các cái thông số cho layer như tên tuổi. Vậy tên tuổi có chưa? Rồi. Trong đó phần định nghĩa hệ tọa độ là do là hệ tọa độ chúng ta sử dụng là hệ tọa độ của bản đồ và quy chiếu với cái ellipsoid trái đất hoặc là ellipsoid khu vực. Ví dụ như là VN2000 zone 48 thì chúng ta có code mã hiệu là 3405. Rồi VN2000 UTM zone 49 thì bạn giỏi cũng đã, bạn nào đó đã đưa ra cái mã hiệu là 3406, nó là liền kề của cái múi này thì chắc chắn là nó là cái số tiếp theo rồi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ cô giả thiết nó không phải là VN2000 UTM zone 48 hay zone 49 mà nó là gì? WZ84. Vậy các bạn bấm vào đây ạ. Đây, bấm vào đây nha. Bấm vào cái SPAR reference org, chúng ta sẽ có được cái thông tin. Đây, nó sẽ ra được các cái mã hiệu của các cái vị trí lãnh thổ. Ví dụ chúng ta làm việc với Việt Nam thì chúng ta đã biết cái mã hiệu của nó rồi đúng không ạ? Nhưng mà giả sử như là các bạn xây dựng web cho một cái quốc gia nào đó khác thì chúng ta sẽ vào cái đường dẫn này, vào cái đường link spatial reference org, nó sẽ công bố tất cả những cái mã hiệu cho tất cả các cái vùng địa lý của trên bề mặt trái đất của chúng ta, được chưa? Bây giờ chúng ta tìm cái gì? Ví dụ như chúng ta tìm cái giả sử như chúng ta tìm cái thông tin ở đây, đó là VN2000 đi. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy bấm vào cái phần lead user contribute reference. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái danh sách đây. Danh sách này các bạn có thể bấm vào cái WZ84 đây. Đã bấm vào đó. Đấy, ở đây nó đang là zone 17. Chúng ta sẽ tìm thấy nó zone bao nhiêu. Đấy là các cái dòng code mà trong Gale server nó sẽ cập nhật đấy, cập nhật cái ngôn ngữ XML ở trong Gale server đấy. Đây, chúng ta sẽ đánh search ở đây ạ. Chúng ta sẽ search là WZ84
Đây, các bạn copy luôn cái dòng này vào và các bạn đổi đổi cái ví dụ chúng ta không tìm 17 nữa mà chúng ta tìm là 48 nhá. Đây, các bạn nhìn thấy mã hiệu của nó chưa ạ? Bao nhiêu đây? Alo? 3, 2, 6, 4, 8. Vâng, 3, 2, 6, 4, 8 nhé. Thế còn nếu như bạn đổi là 4, là WZ84UTM zone 4, 49 thì nó sẽ là bao nhiêu? 3, 2, 6, 4, 9. Vâng, 3, 2, 6, 4, 9. Vâng, đúng rồi ạ. Thế còn đây, VN2000 các bạn có thể bấm vào đây ạ. À, VN2000 đây. À, các bạn có thể search đấy. Đây, có thể search cái này. VN2000 à, zone 48. Đây thì nó sẽ ra luôn cái mã ở đây. Ra à, chỉ là VN2000 không thì là 6817. Tuy nhiên là lúc trước chúng ta đã nhìn thấy được nó có cái mã là 3405 rồi. Thiếu UTM. Ừ. Nó phải thiếu, ừ, nó thiếu cái UTM, chứ còn nếu thêm chỉ có mỗi VN thôi thì nó ra thành một cái mã khác. Vậy thì các bạn có thể lưu cái trang này nha, cô đã gửi cái file hướng dẫn đấy rồi thì nó cũng đã có các cái đường link để chúng ta tìm đến cái mã này trong cái trường hợp chúng ta xây dựng website ở những khu vực khác nhau. Các bạn nghe rõ không ạ? Vâng, vậy thì chúng ta đã xong cái phần giải thích. À, và như vậy chúng ta sẽ tìm kiếm trong cái trang này để biết được cái code của hệ quy chiếu mà mình đang sử dụng. Vậy thì ở đây chúng ta có VN2000 UTM zone 48 thì có mã hiệu code là 34005 rồi. Đúng không ạ? Vậy quay trở về Gear Server đi ạ. Đấy. À, chúng ta đã có cái phần này rồi. Nếu như mà chưa thì chúng ta sẽ phải tìm. À, các bạn sẽ vào file và tìm, bấm vào đây và nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tìm cho chúng ta cái mã code. Được chưa ạ? Đấy. À, các bạn đã có được cái mã code này rồi. Các bạn đã làm được chưa? Alo. Rồi. Vâng. Tiếp theo là cái bản đồ của chúng ta khi mà chúng ta trình bày trên web thì nó cũng sẽ được giới hạn phạm vi biểu diễn. Và việc giới hạn đó thì nó sẽ thể hiện ở trong phần bonding box. Bonding box. Và cái bonding box này các bạn sẽ bấm cho cô vào, một là computer form data và hai là bấm vào computer form native bond để nó sẽ cập nhật cho chúng ta. Ví dụ như theo cái hệ quy chiếu này, đó là VN2048, thì cái khu vực địa lý của chúng ta đó là cái file nguồn của chúng ta đây ạ. File nguồn đó là Cẩm Hoàng UB. Tương ứng với hệ quy chiếu này thì nó được giới hạn trong một cái miền xmin, imin, xmax, imax ở chỗ nào. Được chưa ạ? Và các bạn sẽ phải cập nhật cái vùng box cho nó. Vùng box và vùng bơn bơn binh box cho nó. Được chưa ạ? Theo latitude có nghĩa là theo cái phạm vi mà chúng ta biểu diễn trên web, và theo cái long lat có nghĩa là theo cái gì ạ? Cái kinh độ vĩ độ của bản đồ. Các bạn nghe rõ không ạ? Bạn phải cập nhật cho cô, đó là computer form data, đó là dựa vào cái vùng địa lý của cái dữ liệu gốc và cái vùng gì ạ? Cái vùng dữ liệu địa lý không, đây là cái gì ạ? À, đây là cái hệ quy chiếu hệ tọa độ vuông góc, còn đây là hệ quy chiếu hệ tọa độ diện địa lý. À, long lát có nghĩa là kinh độ vĩ độ, được chưa ạ? Chúng ta sẽ bấm vào đó. À, và sau khi chúng ta cập nhật rồi chúng ta sẽ xếp, được chưa ạ? Chúng ta sẽ xếp, và như vậy chúng ta đã xác định được cái Cẩm Hoàng UB vào trong cái cửa sổ layer, trong cái việc mà chúng ta hoàn thành cái S lưu layer. Tuy nhiên cái S lưu layer này chúng ta mới hoàn thành được một phần thôi ạ, được chưa ạ? À, tí nữa thì cô cũng sẽ giải thích là chúng ta sẽ quay trở lại cái cửa sổ này để làm việc tiếp ở trong cái bước nào thì cô sẽ chú ý. À, như vậy bạn bấm add new layer cho cô cả ba cái lớp đi ạ. Chúng ta vừa làm với lớp điểm đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm với lớp gì ạ? Lớp gì? Lớp đường. Đường. Vâng, đúng rồi ạ.
Cô lại không được nhỉ? Bấm tắt tắt list luôn. Không, cái này là được rồi. Cái ở đây Happy Store. Bây giờ là Happy Store. Xong rồi nhỉ. Sao của cô lại không ra được cái tiếp theo nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ làm tương tự. Các bạn sẽ thấy được là có một số thông tin nó đã mặc định rồi thì chúng ta không cần chọn nữa. Ví dụ như là VN2000 UTM zone 48 là chúng ta không phải tìm nữa. Nó đã có mã hiệu rồi, chúng ta chỉ cần dẹp bấm vào cái phần dẹp Computer Form Data và Computer dẹp Formative Form thôi. Được chưa? Chúng ta xếp lại. Đấy, thì là được cái lớp tiếp theo. Chúng ta sẽ có được lớp Cẩm Hoàng 2 GTUB rồi. Chúng ta sẽ bấm Add New Layer tiếp. Đối với Cẩm Hoàng 2 vùng 2 đúng không ạ? Public Sync. Tương tự. Chúng ta xác nhận cái vùng bon cho nó thôi. Xếp. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước layer preview. Nếu như chúng ta không có style ở đây, đó là cái bước tiếp theo. Đấy. Đây, như vậy chúng ta đã xong cái bước này rồi. Được chưa? Xong cái bước public này rồi. Chúng ta bấm open layer, chúng ta quay trở về cái layer preview để chúng ta thì open layer. Các bạn sẽ làm tương tự. Các bạn vào layer preview. Bạn sẽ nhìn thấy được là chúng ta đã public được ba cái lớp Cẩm Hoàng 2, Cẩm Hoàng DC, Cẩm Hoàng GT và Cẩm Hoàng UB đúng không ạ? Bạn sẽ bấm vào Open Layer để chúng ta public lên trên Gale Server. Thì chúng ta sẽ nhìn được cái bản đồ, nó là các cái lớp rời rạc. Rồi bạn sẽ nhận xét cho cô ạ, đây là lớp gì ạ? Lớp gì đây? Chúng ta xem được một cái lớp đẩy lên web, và đây là cái gì ạ? Lớp vùng ạ. Vâng, lớp vùng. Các bạn có thể public cho cô các cái lớp còn lại đi ạ. Open layer đối với lớp đường. Open layer đối với lớp điểm. Rồi. Nào, các bạn có nhận xét gì ạ? Các bạn có nhận xét gì với ba cái lớp này ạ? Ba cái lớp thông tin này nếu như mà đưa lên trên web mà cứ như thế này thì nó có đạt yêu cầu không? Không, lớp vùng chưa phân. Vì sao? Nó rời rạc. Thứ nhất là ba cái lớp này là một cái thể hiện cùng một vị trí địa lý, do vậy nó chưa được chồng xếp lên nhau này, nghĩa là chưa được hiển thị theo một cái bản đồ hoàn chỉnh, đúng không ạ? Được chưa? Thứ hai, nếu như riêng từng lớp, cô hỏi riêng từng lớp mà cứ hiển thị một cái màu như thế này thì cái thông tin của chúng ta thu nhận có đạt yêu cầu không? Không. Tại sao? Tại nó không phân rõ, nó không phân biệt được vùng nào cầm vùng cấp huyện và cấp xã. Đúng rồi. Chúng ta thấy là gì ạ? Tại sao chúng ta lại làm cái công việc hôm trước là biên tập bản đồ? Đây, các bạn có thể mở cái quizit cho cô ạ. Nào, các bạn mở quizit và các bạn vào open vào cái project, bạn open cho cô cái file project bạn đã lưu ạ. Nào, cô đã lưu một cái file open đó là DH9C2 đấy, các bạn nhìn thấy cái project này không ạ? Cô nhớ là các bạn cô đã hướng dẫn bạn lưu rồi đúng không? Alo. Vâng, các bạn khởi động quizit lên cho cô. Khởi động quizit lên. Vâng, bật xong. Các bạn mở chưa? Đấy, cái
file Cẩm Hoàng Đại học 9C2 cô đã biên tập từ buổi hôm trước, các bạn cũng đã làm như vậy đúng không ạ? Các bạn cũng đã lưu ở trong máy của bạn một cái file project. Cái file project này là cái file mà các bạn đã làm đẹp cái bản đồ này. À, đó là gì ạ? Từng lớp thì bạn đã biên tập cái bộ ký hiệu cho từng cái thông tin. Ví dụ như là cấp huyện thì bạn cho nó là cái kiểu ký hiệu màu gì đúng không? Hình dạng màu gì đúng không ạ? Hình dạng như thế nào và màu như thế nào? À, cấp xã cũng sẽ có sự phân biệt với cấp huyện bằng ký hiệu và màu sắc đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy so với việc mà chúng ta public ở trên Gale server như thế này thì có phân biệt được cái thông tin là đâu là điểm cho cấp huyện và đâu là điểm cho cấp cấp xã không? Không, tại giống à là... không. À không. À, tiếp theo ngay cả đối tượng đường chúng ta thấy là màu nó khác với cái đối tượng đường mà chúng ta biên tập ở trên bản đồ này. Các bạn có thể bật tắt lớp nhé. Đây. Đường của chúng ta là chúng ta muốn hiển thị là đường giao thông là màu đỏ cơ. À, cái lực nét của nó như thế này cơ. Khi mà xem ở trên bản đồ. Vậy thì như vậy cái bộ ký hiệu này đã không được gì ạ? Chưa được, nghĩa là chưa được public cái nguồn đồ họa, biểu diễn đồ họa ở trên Gale server. Bây giờ chúng ta cũng sẽ phải làm cái việc này. Và để làm cái việc này có nghĩa là chúng ta sẽ phải lưu cái bộ ký hiệu ở trên QGIS này, cái file dữ liệu về mặt hình ảnh của từng cái lớp dữ liệu này, chúng ta sẽ làm đẹp nó bên QGIS và chúng ta sẽ lưu nó theo đúng cái file định dạng mà chúng ta muốn gì ạ? Chúng ta muốn cập nhật lên trên diện trên web. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn nào. Chính là bài số gì ạ? Bài số 3. Nâng cao hiệu quả với QGIS có nghĩa là thực ra chính là cái liên quan đến phần trình bày. Đấy. Vừa xong chúng ta public cái dữ liệu ba lớp dữ liệu điểm đường vùng lên trên Gale server. Tuy nhiên là chúng ta thấy là nếu như chúng ta public như thế này thì việc khai thác thông tin dữ liệu bằng nhận dạng, bằng hình ảnh, bằng màu sắc có phân biệt được nhiều không ạ? Không, đúng không ạ? Do vậy mà chúng ta phải trải qua cái bước làm đẹp và lưu nó dưới dạng diện bộ ký hiệu có khả năng dễ dàng sẽ đọc được bằng các cái ngôn ngữ mở rộng XML của cái dữ liệu địa lý đó để hiển thị lên trên diện trên web. Vậy các bạn khởi động QGIS cho cô được chưa? Mở cái file project này chưa? Mở chưa? Rồi ạ. Vâng, bây giờ chúng ta làm việc với từng lớp một nhé. Nào, cô bật tắt lớp, cô mở cái lớp điểm trước. Nào, chúng ta hôm trước chúng ta đã biên tập cái lớp điểm này rồi, xong rồi nhá. Cô không hướng dẫn cái bước mà làm sao chọn được cái điểm cho cấp huyện như thế nào và cấp xã như thế nào đâu, cô không làm lại nữa đâu nhá. Và cô kế thừa đấy ạ. Bạn nghe rõ không? Có. Vâng. Nào, buổi hôm trước chúng ta đã biên tập ký hiệu cho cấp xã và ký hiệu cho cấp gì ạ? Cấp huyện. Và xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào lưu cái bộ ký hiệu này để có thể cập nhật trên Gale server bằng cái ngôn ngữ mở rộng XML cho cái hiển thị này. Thì các bạn có thể vào như sau, các bạn vào chuột phải vào cái lớp mà chúng ta cần lưu cái bộ ký hiệu đó. Nhớ là cái file này phải biên tập rồi nhá. Còn cô sẽ không biên tập lại, cô đang kế thừa đấy ạ. Cô đã làm rồi, bây giờ cô kế thừa. Cô kế thừa bằng cách là cô mở cái project ra. Được chưa? Chứa cái file đó. Đấy, chứa cái file biên tập Cẩm Hoàng UB đây. Cô đã biên tập ký hiệu cho cấp xã là hình tròn màu tím hồng. Và cấp huyện thì đại diện cho cái điểm ủy ban cấp huyện đó là một cái hình thoi màu đỏ. Đấy. Bây giờ cô sẽ lưu cái kiểu biểu diễn này bằng cách vào chuột phải vào cái lớp đó, property. Bạn vào symbol ạ. Vào cái tab symbol ạ. Trong cái tab này thì cô đã hướng dẫn các bạn biên tập rồi. Do vậy cô không làm lại cái phần bước biên tập. Mà bạn nhìn ở phần góc dưới bên tay trái, chúng ta nhìn thấy cái chữ style không? Có. Vâng, bạn bấm vào đó. Nó sẽ pull down ra một cái list chức năng. Thì các bạn sẽ lưu cho cô, bấm vào cái shape type. Chúng ta sẽ lưu cái kiểu ký hiệu này. Và cái lưu cái kiểu ký hiệu này thì nó có hai cái trường hợp lưu. Một là lưu ở trên QGIS, QML. Nhưng hai thì chúng ta sẽ lưu ở cái đuôi SLD. Tuy nhiên cái SLD này sẽ hỗ trợ cho việc biểu diễn ký hiệu ở trên Gale server. Vậy chúng ta sẽ chuyển đổi là shape style, đó là kiểu SLD. Được chưa? Chúng ta sẽ trong cái cửa sổ shape layer style, cũng như là kiểu đồ họa đấy, chúng ta sẽ để là Earth
SLD style file. À, các bạn bấm vào cái dấu ba chấm này để trỏ đến cái đường dẫn. Đấy, chúng ta sẽ trỏ đến cái đường dẫn. Thì các bạn sẽ tạo cho nó một cái folder. Nào, các bạn nhớ là các bạn để cái folder ở đâu. Ví dụ như cô sẽ để tất cả những cái mà liên quan đến cái môn thực hành JIT vào trong cái thư mục thực hành JIT ở ổ D của cô. Đấy, cô sẽ tạo một cái lưu folder. À, sáng thì cô đã làm với lớp DC1 rồi, bây giờ cô làm lại với lớp mình. Cô sẽ tạo cái folder đó là style 2. Đấy. À, chúng ta có cẩm hoàng 2, vậy chúng ta sẽ tạo vào slide 2. Ví dụ cô tạo vào slide 2 cho nó dễ. À, cái slide 2 này cô kích hoạt mở cái folder slide 2 này ra. Và cô sẽ đánh, hiện nay là cô sẽ lưu ở trong cái slide style 2 này. Đối với cái lớp cẩm hoàng UB đó là gì ạ? À, cô sẽ có cái style cho cẩm hoàng shift gạch. Cho cái lớp nào ạ? Điểm 2 ạ. Được chưa ạ? Cô sẽ lưu cái kiểu ký hiệu hiển thị ở trên web, trên web server cho cái cẩm hoàng điểm 2. Để tí nữa chúng ta sẽ chọn style cho cẩm hoàng điểm 2 tương ứng với cái style này. Các bạn nghe không ạ? Đuôi của nó là SLD. Các bạn nhớ ạ, lưu cái kiểu hiển thị ký hiệu chuyển đổi lên trên web SLD cho cái đối tượng điểm cẩm hoàng điểm 2, chính là cái dữ liệu nguồn cẩm hoàng UB mà chúng ta đã biên tập nó. Chúng ta bấm save. Ok, chúng ta đã có được cái bộ ký hiệu cho cái đối tượng điểm cẩm hoàng UB xong. À, các bạn có thể tắt cái lớp này đi, chúng ta sẽ làm việc với cái lớp của GT. À, tương tự lớp GT chúng ta đã biên tập rồi đúng không ạ? À, chúng ta đã biên tập nó là kiểu đường lực kép như thế này, màu đỏ đúng không ạ? Rồi các bạn cũng vào property, chọn cái tab đó là tab symbol. Cô không biên tập nữa vì cái phần này cô đã chấp nhận nó rồi ở những cái bài trước. Chúng ta vào style, save style, để ở SLD, lưu đến đường dẫn style 2 với tên là cẩm hoàng gì ạ? Đường 2. Cũng nhìn đây là bộ ký hiệu cho cái đối tượng đường. Được chưa? Ở trong cái cẩm hoàng 2 của chúng ta. Xếp. Ok. Chúng ta đã có được cái style cho cái cẩm hoàng GT trong quá trình hiển thị lên trên Gale server. À, tiếp theo cô tắt cái lớp GT đi, cô sẽ lưu cái style trên QZip dưới định dạng SLD cho cái lớp đó là lớp vùng. À, các bạn chú ý ạ, lớp vùng này các bạn đã biên tập chưa? Rồi ạ. Vâng, kế thừa nhá. Chúng ta chỉ lưu thôi, chúng ta không biên tập gì nữa ở đây đâu. Đấy, biên tập rồi ạ. À, cô vào style lưu tiếp, save SLD trỏ đến cái đường dẫn style 2 và chúng ta sẽ lưu cho cái đối tượng này là đối tượng vùng. Đấy, lưu style cho đối tượng vùng 2, save SLD. À, như vậy chúng ta xong rồi đấy ạ. À, xong cái bước làm đẹp ở trên QGIS rồi nhá. Cái bước làm đẹp này nó gồm cả cái bước biên tập bản đồ trên QGIS ở phần trước đấy ạ. Do vậy mà cô không làm nữa và cô kế thừa luôn. Được chưa ạ? Các bạn nào mà chưa làm thì tự làm lại. Làm như nào thì tự nhớ lại đi. Phần này cô cũng mất khá nhiều thời gian cho các bạn làm rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại Gale server ạ. À, lúc đầu chúng ta nhìn thấy chúng ta public khi mà chúng ta chưa dùng cái kiểu style cho nó, chưa đăng ký cái kiểu style nó thì các bạn nhìn thấy là các cái style này nó là mặc định của Gale server. À, ví dụ như là không có, nó đang là single style, cũng như là những cái ký hiệu này nó không có sự phân biệt theo cái thuộc tính đó là loại ủy ban, đúng không ạ? Hoặc là đối với đối tượng đường này thì chúng ta thấy là chúng ta để nó là màu đỏ cơ, chứ không phải là màu xanh như thế này. Nhưng mà trong trong Gale server nó đang mặc định, chúng ta chưa ấn định là nó là kiểu nào mà chúng ta muốn sử dụng, được chưa? Nó cũng tương tự như lớp vùng, các bạn nhìn thấy lớp vùng này mà nếu như một màu như thế này thì chúng ta có phân biệt được là vùng nào có mục đích sử dụng như thế nào không ạ? Có hay không ạ? À, không.
chúng ta rất là nhận được ít thông tin, chỉ nhìn được cái thông tin về mặt diện vị trí, chứ về mặt thông tin về phân loại các đối tượng ở trên trên cái bản vẽ này, khi mà chúng ta đẩy lên trên web thì thực sự là nó rất nghèo làn thông tin có ích. Do vậy mà chúng ta sẽ phải diện phải cập nhật lại. Nào các bạn có thể tạm cứ để nguyên những cái này đi, thì nữa chúng ta quay trở lại sau. Chúng ta quay trở lại cái Gale server. Chúng ta thoát khỏi cái cửa sổ layer preview, các bạn vào style cho cô ạ. Nào con vào style. Chúng ta sẽ add new style cho cô ạ. Add new style. Vừa xong chúng ta làm cái thao tác là chúng ta lưu cái style SLD ở bên Physics. Và như vậy chúng ta đã biết được là nó nằm ở cái nguồn style ở đâu rồi. Nguồn style SLD ở đâu rồi. Vậy thì các bạn sẽ vào cái style. Trong style này các bạn sẽ tìm đến cái hoặc các bạn đặt tên. Đấy, sự cẩm hoàng điểm 2. Được chưa? Quốc bay cẩm hoàng 2. Được chưa? Kiểu chắc chắn là kiểu định dạng cái hiển thị của nó là SLD rồi. Vậy chúng ta sẽ phải tìm đến cái dữ liệu SLD. Vậy các bạn sẽ nhìn thấy cái phần chốt ở đây. Chốt ở đây nếu như chúng ta chọn, ví dụ như đây là cẩm hoàng điểm mà cô bấm point. Đấy, cô bấm point. Các bạn chọn point ở đây ạ. Cái này nó chưa cập nhật, chưa được cập nhật. Nó ở ngay trên đấy cô. Hả? Của em có. Không. Kia kia còn có ở dưới chữ P. Cô kéo xuống dưới có. Poi. Kia ở trên. Đây poi đây rồi. Không, ở dưới em vừa nhìn thấy poi xong rồi. Không, đây các bạn sẽ phải bấm vào cái phần chốt file á, các bạn bấm vào chốt file. Nó là kiểu poi nhưng mà các bạn phải chọn cho nó cái style cho nó. Vậy chúng ta vừa để ở trong cái thư mục là style 2 đúng không ạ? Đúng không ạ? Và style 2 này chúng ta đã lưu các cái kiểu SLD cho từng các cái lớp, điểm, đường, vùng. Vậy chúng ta sẽ chọn. Ở đây là diện cẩm hoàng điểm 2, do vậy chúng ta sẽ phải chọn cái style cho nó là cẩm hoàng điểm 2 tương ứng được chưa ạ? Bạn open ạ. Sau đó gọi upload vào đây ạ. Được chưa ạ? Trong quá trình upload có nghĩa là nó sẽ gì ạ? Sẽ diễn tả bằng cái ngôn ngữ mở rộng XML cho cái việc biểu diễn ký hiệu. Bạn nhìn thấy có cấp huyện, cấp xã và cấp tỉnh không? Alo? Bạn có nhìn thấy không ạ? Trong phần upload không ạ? Alo? Có. Vâng, chúng ta đang upload nó theo cái SLD và cái SLD này nó sẽ đọc bằng cái ngôn ngữ mở rộng XML. Được chưa ạ? Cho cái việc mô tả ký hiệu đó. Được chưa ạ? Vậy chúng ta đã thấy nó nhận chưa ạ? Nó nhận cái SLD này rồi, được chưa ạ? Chúng ta bấm save lại. Được chưa ạ? Chúng ta bấm save lại. Và như là chúng ta đã có được cái cẩm hoàng điểm 2 cho cẩm hoàng 2 đối với SLD. Được chưa ạ? Chúng ta bấm add new style tiếp cho đối tượng đường, đối tượng vùng. Được chưa ạ? Về kiểu hiển thị cho nó. Name cẩm hoàng đường 2. Quốc bay cẩm hoàng 2 kiểu SLD. Các bạn bấm vào cái phần chốt này cho cô ạ. Nào cái phần chốt ở general này các bạn phải xác định nó là gì ạ? Nó là line. Được chưa ạ? Đường thì đi theo kiểu line đúng không ạ? Style content ấy, nó là line. Tiếp theo là các bạn nhìn thấy cái phần upload style line ấy, các bạn bấm vào phần chốt file. Được chưa ạ? Chốt file này các bạn sẽ chọn đến đúng cái style SLD mà các bạn vừa làm ở bên Fizit ạ. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn cẩm hoàng đường 2 SLD open upload. Nó cũng sẽ được đọc bằng cái ngôn ngữ mở rộng XML ở đây ạ. Được chưa? Đây các bạn sẽ nhìn thấy được nó đọc được cái ngôn ngữ mở rộng mà chúng ta không phải mất công code nhiều vì cái code cái này nó mất thời gian lắm. Được chưa? Nó sẽ đọc cho chúng ta luôn cái SLD kiểu của đường.
Cẩm Hoàng 2, đường, được chưa ạ? Bạn nghe rõ chưa? Alo. Rồi ạ. Vâng, các bạn xếp lại. Đấy, chúng ta có được cái cẩm hoàng đường 2 đây, cẩm hoàng 2 đây. Chúng ta add lưu tiếp cho vùng. Cô là tập nạt tập hoàng 2 của các bạn, nạt vùng không cũng được, nhưng theo cô cũng được không sao cả. Nó phải đồng nhất. Nhớ là cái này nó cũng sẽ có cái liên hệ với cái phần code của chúng ta đấy, do các bạn thống nhất nhá. Nào, sau đó chúng ta bấm chốt. Chốt ở đây chúng ta sẽ upload cái ngôn ngữ XML cho cái việc thể hiện cái kiểu ký hiệu cho vùng Cẩm Hoàng 2. Được chưa? Vậy, chúng ta cũng upload vào đây. Đấy, nó sẽ diễn tả cho chúng ta là với từng cái loại loại thuộc tính đấy. Ví dụ như là DGT thì nó là màu gì này. Đấy. Rồi nếu như nó là cái DTL là đất thủy lợi thì là màu gì, nó sẽ diễn giải bằng cái ngôn ngữ mở rộng XML của chúng ta về cái thể hiện cái kiểu ký hiệu đó. Được chưa? Chúng ta bấm xếp lại. Sau khi chúng ta đã xong cập nhật cái kiểu đồ họa, kiểu ký hiệu style cho các cái đối tượng điểm đường vùng, chúng ta quay trở lại cái layer cho cô ạ. Nào, chúng ta quay trở lại layer. Trong lúc đấy thì chúng ta bấm vào cái layer, các bạn bấm vào cái layer cẩm hoàng, ví dụ cẩm hoàng UB đi. Bấm vào cẩm hoàng UB. Bạn mới làm việc đến cái tab data đúng không ạ? Alo. Chúng ta mới làm việc đến tab data đúng không? Bây giờ các bạn sẽ làm việc cho cô cái tab publishing. Cái publishing này là khi nào, cũng như là khi mà chúng ta phải xong cái style thì mới dùng đến cái publishing này, có nghĩa là mới cập nhật cho nó. Các bạn sẽ nhìn thấy được, các bạn nhìn thấy cái phần web map server setting không? Nhìn thấy phần này không? Có. À, chúng ta nhìn thấy tại sao cái point của chúng ta lại có màu này? Vì trong cái phần publishing này thì cái point của chúng ta đang mặc định là cái point của Gale server, có nghĩa là nó là một cái điểm được mô tả bằng ký hiệu hình vuông màu đỏ, mà không có sự phân loại theo các loại điểm như là cấp huyện hay cấp xã. Bây giờ chúng ta phải cập nhật cho nó, được chưa ạ? Vậy các bạn bấm vào đây ạ. Bạn kéo lên ạ. À, chúng ta vừa add style rồi đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ có các cái style đây ạ. Các bạn nhìn thấy style chưa? Vâng. Vậy nó đang là point thì bây giờ bạn cập nhật cho nó là cái gì đây? Cho cái style nào đây? Cẩm hoàng điểm 2. Vâng, đúng rồi, cẩm hoàng điểm 2. Các bạn bấm vào cái mũi tên cho cô đây. Các bạn nhìn thấy nó đã ghi ra cấp xã, cấp huyện chưa? Vâng. Các bạn bấm vào cái mũi tên cho cô bên này. À đây, xin lỗi, bấm vào cẩm hoàng điểm 2 đây. Đúng rồi, mũi tên để xác nhận select style, có nghĩa là sử dụng cái style đó. Được chưa? Nào, các bạn đã làm một số việc chưa? Trong phần gì ạ? Web map set server setting, bạn sẽ chọn lại cái phần default style, đó là cái style mà các bạn vừa cập nhật SLD đấy. Cho đây là lớp điểm thì chúng ta sẽ chọn là cẩm hoàng điểm 2. Và các bạn đã nhìn thấy được nó sẽ được phân tách thành những cái kiểu ký hiệu mà chúng ta đã thiết đặt giống như trên QGIS. Và các bạn sẽ phải bấm vào cái phần variable style, chọn cái style và up nó sang cái phần select style này. Được chưa ạ? Bằng cái mũi tên xác nhận. Sau đó các bạn chỉ cần save nó lại thôi ạ. À, những cái này để không, chúng ta không quan tâm nữa, chúng ta bấm save thôi ạ. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần cập nhật style cho nó thôi. Đấy, xong. Tiếp theo chúng ta cập nhật style cho gì ạ? À, vừa xong chúng ta cập nhật style cho UB rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cập nhật style cho GT. Đấy, publishing. Đấy, các bạn xem, kéo xuống đây. Đây, nó đang là màu xanh mặc định của Gale server. Bây giờ bạn không muốn nó như vậy thì bạn phải cập nhật cho nó cái style mà bạn đã update ở đây. Đó là đường 2. Nhìn thấy không ạ? Nó sẽ ra màu đỏ.
Chọn đường 2. Xác nhận. Và lưu. Vậy thôi ạ. Tiếp theo đối với Cẩm Hoàng DC, các bạn bấm vào name Cẩm Hoàng DC để bạn vào cái phần public của cái lớp này. Chứ chúng ta không add new layer đúng không ạ? Chúng ta không add new layer. Thì chúng ta add đủ rồi. Chúng ta chỉ sửa nó thôi ở cái tab nào thôi. Dạ, bấm vào publishing. Cập nhật cái bộ ký hiệu cho cái đối tượng vùng. Các bạn nhìn thấy đối tượng vùng Polygon không ạ? Nếu như nó mặc định là Polygon thì ở trên Gale server nó chỉ là một vùng, hay là các vùng thì cũng chỉ có cái kiểu định dạng là viền là màu đen và nền là màu xám đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải cập nhật cho nó kiểu style. Đó là Cẩm Hoàng hệ 2, vùng 2 được chưa ạ? Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy được nó sẽ thể hiện theo từng loại đất. Với mỗi loại đất khác nhau thì nó sẽ có một nền màu tương ứng và cái viền của nó là màu đen. Và chúng ta đã xác nhận nó cái bộ ký hiệu này ở trên QGIS rồi. Bây giờ chúng ta chọn Cẩm Hoàng 2 xác nhận ở bên này. Và các bạn sẽ xếp nó lại. Được chưa ạ? Như vậy xong bước này rồi chúng ta có thể public lại. Nào vào Layer Preview. Các bạn để nguyên những cái file trước đó ở đây nhá. Các bạn để nguyên cái file trước đó, Open Mapper trước đó để xem là nó so sánh như thế nào. Đấy, chúng ta sẽ sau khi chúng ta publishing thêm cái style thì nó khác không? Thì các bạn bấm vào, ví dụ như cô bấm vào cái DC trước đi, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Open Layer, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ cập nhật cái style cho chúng ta. Các bạn nhìn thấy không ạ? Alo. Có ạ. Vâng, so với cái map trước thì các bạn nhìn thấy cái map này nó đã gì ạ? Nó chỉ có một màu thôi và không có sự phân biệt theo các cái loại đất, theo các cái ký hiệu của các cái loại đất hay theo cái thông tin mà chúng ta biên tập. Do vậy mà chúng ta thấy là cái thông tin ở bên này đọc được rất là ít. Thì so với chúng ta cập nhật cái bộ ký hiệu, chúng ta đã nhìn thấy nó như một cái bản đồ mà chúng ta đã làm việc ở trên diện trên QGIS. Đúng không ạ? Bạn xong chưa? Xong rồi ạ. Vâng. Các bạn khác thì sao ạ? Những bạn khác thì sao? Có làm kịp không? Có làm kịp không? Các bạn khác có làm kịp không ạ? Cô sẽ để cái thời gian này cho các bạn, những bạn nào mà chưa xong và các bạn xong rồi thì làm đi làm lại đi ạ, xem mình có thiếu sót cái gì không. Đấy. Buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở cái bài đó là cái bài đấy, xong cái style chưa? Đấy, đến cái bước này là cô đã xong cái bài số 3 rồi đấy nhá. Chúng ta sẽ sang bài số 4, tuy nhiên là bài số 3 cô để cho các bạn ôn tập trong buổi hôm nay. Hoàn thiện đi ạ, thành thạo đi ạ, xem có thiếu sót cái gì không. Các bước làm đã trơn tru chưa? Nếu như bước này mà chưa hoàn thiện thì ở cái bài từ bài số 4 trở đi, chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra. Đó là thứ nhất, file của chúng ta gọi ra trên web nó không đúng cái thông tin. Thứ hai là gì ạ? Những cái thông tin mà chúng ta trích dẫn ở đây nó sẽ không thống nhất và nó sẽ gây ra là chúng ta code nó sẽ bị rối. Được chưa ạ? Thì ở bài số 4 này chúng ta sẽ sử dụng một số các cái lệnh code để đưa bản đồ lên trên web với các cái chức năng hiển thị. Như là chức năng hiển thị các lớp bản đồ theo một cái bản đồ thống nhất giống như trên QGIS này, là các bạn thấy các cái lớp nó sẽ nhìn thấy, là các bạn thấy là các lớp này chồng xếp với nhau đấy. Cô đang bật tắt lớp đây, bạn nhìn thấy. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy được là khi chúng ta xây dựng WebGIS xong thì chúng ta cũng sẽ hiển thị được một cái bản đồ giống như thế này. Được chưa ạ? Gồm 3 lớp, hiện nay là 3 lớp này đang rời rạc, cũng như là chúng ta chưa code cho cái việc hiển thị bản đồ đúng không ạ? Thứ hai là khi chúng ta hiển thị rồi thì các lớp này có sự chồng xếp và các bạn sẽ phải thiết đặt cái quy tắc chồng xếp. Ví dụ như ở đây,
ở trên cái phần mềm quizlet đây là phần mềm hệ thống quản lý. À, chúng ta có thể sắp xếp là ủy ban ở trên này, sau đến gì ạ? Đến giao thông này, sau đến gì ạ? À, địa chính này, nghe đến lớp vùng ở dưới, sau đến lớp đường, sau đến lớp điểm, nghe lớp điểm ở trên cùng. À, và đối với trong quá trình chúng ta xây dựng WebGIS cũng vậy, cũng sẽ phải có thứ tự là điểm, đường, vùng, mối quan hệ của nó như thế nào để chúng ta có được một cái bản đồ xem như như ở trên QGIS như thế này. Rồi chúng ta cũng phải xây dựng cái cốt lệnh cho việc bật tắt công bật tắt cái lớp này, ví dụ cô tắt lớp UB, cô tắt lớp GT thì chúng ta chỉ còn mỗi lớp vùng, hoặc là chúng ta tắt lớp vùng mở lớp GT hay tắt lớp GT mở lớp UB. Thì ở trên web nó cũng phải có những cái chức năng này. Được chưa? Vậy thì hiện tại là chúng ta mới đang gì ạ? Mới đang gọi là đang làm cái bước nào đây các bạn? Alo. Mới add là vào. À, mới chỉ là gì ạ? Chỉ đến cái nguồn dữ liệu thôi. Thế còn chúng ta đã tạo các cái chức năng này chưa? Chưa. À vâng. Vậy thì bài 4 chúng ta bắt đầu từ bài 4 trở đi, chúng ta bắt đầu viết cốt. Được chưa ạ? Vậy thì để viết cốt thì các bạn cũng nó sẽ phải cần, thứ nhất là các bạn sẽ phải có cái thư viện Open Layer, JavaScript Open Layer. Và các bạn có thể bấm vào đây để đào về. Chúng ta bấm vào đây để đào về. Chúng ta tham khảo các cái nguồn. Không dài. Bấm vào đây để chúng ta có được các cái nguồn nguồn thư viện JavaScript cho cái phần hiển thị web. Thì các bạn sẽ về tham khảo cho cô một số các cái code thư viện này để chúng ta có thể sử dụng. Đúng không ạ? Những cái dòng code này thì các bạn có thể tham khảo rồi cũng có thể dẹp code về để chúng ta sửa một số cái thông tin để làm cái code dữ liệu cho chúng ta. Bạn chú ý ạ. Ô, sao của cô nó không dẫn đến nhỉ? À, các bạn có thể tắt đi ạ. Và như vậy chúng ta đã lưu được cái file GoogleBay nhá. Cái GoogleBay này buổi sau chúng ta kế thừa đấy ạ. À, các bạn có thể làm lại ạ. À, các bạn khác có thể làm lại ạ. Được chưa ạ? Nào phần này cô cũng sẽ đánh giá đấy nhá. Nếu như ở trong quá trình xây dựng web mà những cái bước này không có, không làm được thì các cái bước sau xây dựng web là không làm được. Được chưa ạ? Nó là những cái bước kế thừa. Do vậy mà các bạn hoàn thiện cho cô trong buổi ngày hôm nay, các bạn thực hành đi ạ. Và cô sẽ gọi một số bạn xem là thao tác như nào. À, như vậy cô đã dạy xong, hướng dẫn các bạn xong bài 2 và bài 3. Rất là chi tiết và đã có những cái phần kế thừa của những bài học phía trước. Vậy cô sẽ kiểm tra xem có những bạn nào đã làm và chưa làm lỗi ở đâu. À, các bạn xem lại những cái phần dòng code này trước nhé. Để buổi sau chúng ta làm được tốt hơn.